Vâng, Hào là cầm Egypt và Nam Song Kyu là người cầm sen quá này. Vâng, nhưng mà bên kia đẹp hơn khi mà có cánh của cái nụ sen. Alo. Đó, tranh Diệp Tú nha, tranh Lương Tiến cho anh em nhá. Đó, hy vọng anh em vào anh em cho em tân bình luận và tân like nhé ơi. Và anh có thể thả cho em một tân bình luận lúc này được không ạ? Và cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, chúc anh em buổi chiều xem kèo vui vẻ. Này, bắt đầu mặn mát rồi đấy. Đó, quay trở lại trận đấu, đây là bài đầu Egypt của cầu thủ Hàm Nhi người cầm màu 3. Một bài Egypt nói chung là cũng hiếm hoi, nhưng mà chúng ta có thể thấy là bài Egypt này gỗ đầu rất gần nhá. Với Egypt bài như này gọi là gỗ gần rồi. Rất ít khi có những bài Egypt nó gỗ đầu nó đẹp như thế này. Gỗ đầu là hôm 5. Đây là máy của game thủ Simang. Ok, tránh Trường Giang nha. Hy vọng anh em ta hôm nay không quá đông, nhưng mà hy vọng anh em ta sẽ thả cho em một tân cho nó khung chát, cho nó xôm xôm anh em nhá. Đó, chắc là thời gian gần đây thì sau mà hết giãn cách thì nhiều anh em đi làm cho nên cái khung giờ chiều có vẻ hơi vắng. Chắc là nhiều anh em cũng chuẩn bị cày tiền lại khi mà bây giờ bắt đầu chuyển sang cái tháng 10, chuẩn bị cuối năm bước sang năm 2022. Khá là nhanh. Ok, cho anh Thịnh Nguyễn nhá. Đó, cho anh Hồng Nấm nhá, chào cả anh em nhá. Đây là máy của thủ Roman. Một bài sẽ là sen chém đến từ cái thủ Nam Song Kyu rồi. Đến khoảng 99% là như vậy. Nhưng mà đợi bạn là sen. Có sen và có đã có đơn vị cùng R đến từ cái thủ Egypt. Và tránh Xuân Bình nhá. Ok, một voi về cho cái thủ Simang. Hoàng Mai Nhi. Bài đấu thế nhà là rất ổn. Rồi, cho anh Nguyễn Lợi nhá. Rồi, giật như này là khả năng do mạng anh em ạ. Do mạng của anh em. Hôm nay thì phát live stream từ đầu thì không thấy có anh em nào bảo giật cả. Và em cũng đang bật một cái tab để có thể đọc bình luận đây. Rất nuột anh em ơi. Mượt mà luôn. Đặc biệt là đây là những cái khung giờ, nó không phải những cái khung giờ Facebook dùng nó quá kinh. Đó, cho anh Nguyễn Ngọc nhá. Có một bầy hươu khá là min cho anh thủ Hà Minh Nhi. Và nó hơi tàn nát một tí. Thế vậy vẫn phải thêm một đồ ăn nữa cho Hà Minh Nhi để có thể lên đời map này. À đây đây, có quả rồi. Đây là máy mang. Đó, một map đầu mà lên đời đánh 2-3 dân. Em biết để có thể cố gắng cân lại với con sen. Hôm qua đánh game thủ Simang cũng bài đầu Egypt cân sen rồi. Hôm qua đối đầu với game thủ Venlove và game thủ Cam Quất. Cặp với BB cũng có một bài đầu cầm Egypt và cũng đánh ít dân, 2-3 dân và cân lại với con sen cái đầu cánh. Map này liệu rằng game thủ Simang có gặp game thủ Nam Sơ Kỳ hay không, người cầm một sau. Bài đấu 2-3 dân của Roman. Rom cũng là một đơn vị quân rất tuyển về ép đời. Ồ, mỗi ai đôn măng lên đời này. Rồi bài đấu kích ở trong cuối 9. Mỗi mình măng lên đời trong tân đầu tiên rồi. Đây là máy của game thủ Hoàng anh nhỉ. Rồi, được game thủ măng nhồi 100 gỗ để cho anh thủ Hoàng anh có thể đập nhà điều kiện. Một map đấu mà toàn những cái đồ ăn kiểu đóng kiểu chay chay. Và được một cái bet đầu tiên thôi. Gỗ vẻ hơi vời. Vâng, trở lại máy măng. À đây. Vâng, Mạnh Hào đây, Mạnh Hào. Mạnh Hào trên 12 giờ. Nên như vậy là Hoàng Nhi gặp sen. Nếu cái thế nhà của Nam Song Kyu chạy sang đây là kín rồi đấy. Kín rồi, thế này kín rồi. Đang bài đấu. Đang bắt đầu
xiên vào những con dân của thủ mộ 2. Vẫn chưa thấy cái tần chọc chéo đến từ game thủ màu sau. Đó, một phù thủ đây lại để chống lại những con lạc đà đầu tiên của game thủ người cầm màu 6 Nam Sokyu. Cái thế từ góc 3 giờ xuống của game thủ Nam Sokyu sang nhà Hoàng Nhi thì người ta đã kín mất mặt rồi. Từ nhà đối phương sang thì nhà Hoàng Nhi đã kín. Rồi, có bãi quả luôn. Và một bài đấu Hoàng Nhi thì thấy trên bản đồ con đoàn anh Bách căng ôm từ 6 giờ. Ở nhà 6 giờ và căng cái vâng căng cái hàng e của mình. Xin lỗi anh em. Đang bo nhà từ cái khoảng tầm 4 giờ. 4 giờ căng vào đây. Có bãi quả và sang mút luôn. Đó là 29. Rồi bên kia đây bạn, bãi quả này khả năng bị ẩn sau cánh rừng rồi. Được mỗi hai cái quả. Đây là thằng này của game thủ xi măng. À, xong rồi, một vài đầu xếp chưa kịp bo cho game thủ mạnh nghèo. Vâng, bạn đang muốn muốn nhét dân để thực hiện tiến vẩy e nhưng mà chưa thành công. Một cái hốc cụt kìa. Hào chạy vào ngõ cụt và chúng ta ăn được hai dân của thủ người cầm 2. 24-28. Anh măng đang đi vòng vào đây và ta sẽ gặp luôn cái hướng bò bế của game thủ Hoàng Nhi và chắc bạn nào đang đi không? Xe công ca. Ý định khả năng công ca rồi. Có một cái VA ở đây. Nhiều lạc đà. Rằng có phải là một cái nhà BK nữa hay không cho cái thủ người cầm 16 hay là cái thủ Nam Sokyu đang chỉ thiết kế một cái nhà BA để đánh cung. Thằng này 40-56. Rằng ai đốn mang 26-28. Một thế mà măng cũng đang khỏe. Nhưng mà màu 2 bắt đầu đẩy bằng một tuần cung R. Map này mình nghĩ là game thủ mạnh hào sẽ không thể khỏe bằng với game thủ Hoàng Nhi được. Chúng ta thấy tiếng game vẫn đang chém liên tục. Hoàng Nhi đang bị game thủ Nam Sokyu đi rất rát. Và anh Bách vẫn đang kinh nghiệm và tách một tuần cung R để đi móc may và để có thể giảm áp lực cũng như là bắn vào lực của đối phương. Vâng, mặc dù ta thế thủ nhưng mà ta không thể một cái thế thủ toàn tập bị động được. Vẫn phải có một tuần cung giờ đi công cho Hoàng Anh Nhi. Rồi, đang bắt máy. Một thế cung giờ như này rất khó để cho game thủ đội bạn có thể công. Ô, trong ruộng đội bạn toạt vào đâu thế nào nhỉ? Như là một tình huống mà đội bạn đi một tân cung G trong hướng dụng chính của cái thủ Hoàng Nhi. Còn một tân Ken. Đây là Iron Mang 29. Mang cũng đang bỏ hết nhà để có thể tạt chéo rồi. Nhà đang móc máy liên tục. Vâng, dân ở nhà thì cần phải giữ khi mà vâng, dân ở nhà thì phải giữ tránh quốc lực nha, tránh anh em. Đây là Hoàng Mai Nhi. Nào, măng nào, 23. Làm tí túc tắc. Đó, túc tắc tự đào vàng cho thủ Hoàng Anh Nhi. Một bài đấu đang là 5 BA. Có thể thấy trong cái hướng một cái chiến thuật của thủ Hoàng Anh Nhi và anh đang không được cái thế nhà cực kỳ mắc bêu. Đó, BC đã có. BC đã có và BN nhà chính mới. Đây là máy của game thủ xi măng 18 rồi.
Rồi, như vậy là game thủ Hoàng Nhi sẽ là người đứng đây để thổi kèn cho sân anh em. Hoàng Nhi xi măng sẽ đứng đây để thổi kèn cho những con chém của mình. Và thì mấy cái thế trận ta quay trở lại mình gánh thủ Hoàng Nhi. Những con dân của Egypt nó sẽ đào vàng rất nhanh rồi, khi mà một tơn đổ vàng về nó sẽ là 12 vàng. Hàng này 71/92. Một cái thế cũng khá là khó đẩy cho cái thủ Hoàng Nhi khi mà đang đi từ hướng nhà cái thủ xi măng lên. Đều là những cái khe. Vâng, đều là những cái khe và đều những con rông. Vâng, đội bạn đang bắt đầu đục từ hướng này. Và anh Bách đủ vàng đầu máu rồi anh ơi. Vâng, đã đủ vàng để người ta cơ cấu cho mình cái đầu máu. Vâng, hiện tại anh đang bận tay để bắt cái tên cung rò này. Rồi, đội bạn không dám vào. Và một tình huống đánh hơi thấy một tên quay ra bắt của cái thủ Hàm Nhi và quyết định giật ra luôn đến từ cái thủ Nam Zokyu. Thảm lại 80/80. Gỗ kia mọi thứ là đang rất ổn áp cho cái thủ Hàm Nhi thời điểm này. Vâng, tăng liên tục là 2 chiếc nhà bia. Lát nữa ta sẽ có cung rờ là 106 máu. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Chơi không. Màu 2 không biết là có màu 2 chưa chắc lên được máu được. Rồi, có dốc và tinh tinh rồi. 106 máu cho Hàm Nhi. Tham lai. Một tình huống tham lai khá nhanh. Và cái mép đấy như là cái mép đấu của sen nên phải, một cái hốc của sen. Của sen. Rồi, chào anh Trần Hòa Đình nhá. Chào cả anh em, chào anh Nguyễn Đình Hoàng nhá. Một bài đấu đang 7-8 nhà bia bắt đều cái thủ Hòa Nhi đây, màn máy của cái thủ xi măng 20/32. Rồi, chờ vẫn đang là giữ tham lai được. Vẫn đang có dân và vẫn đang có những cơ sở để tí nữa ta chuyển sang một thế đánh 2L lại thoải mái thôi. Dân và mọi thứ đã có đủ để cho cái thủ Hoàng Nhi xi măng để có thể sóc đều 2L tiếp theo. Thảo này 100/100. Thảo này đi mid luôn. Không kịp. Rồi, vã thẳng rồi. Một tình huống kéo về và Hoàng Nhi sẽ bắt luôn. Luôn. Và một tuần đầu và màu 2 khả năng sẽ phải đổi nhà với thủ Hoàng Nhi. Chắc chắn sẽ không đỡ được rồi. Chắc chắn nhà màu 2 không đỡ được và Hoàng Nhi sẽ cần cố gắng rèn giữ để đỡ ra khoảng tầm 2 tầng vừa nữa khi mà mình đang đánh một bài khá nhiều bia. Vâng, đội bạn đang muốn đổi. Đang sẽ hơi mất tay một chút cho thủ Hoàng Nhi. Thực vẫn đang có để cho Hoàng Nhi có thể đỡ đơn vị cùng rờ. Dần dần giờ xếp hàng này. Rồi, tươi rồi, tươi rồi, tươi rồi. Rồi, màu 2 ở nhà, màu 2 sẽ hẹo tờ này. Rồi, có kéo một nửa về không anh? Đến kia màu 2 bay rồi. Màu 2 bay rồi, kéo thêm một nửa tờ cùng về và ta vẫn sẽ thủ được tờ này là xong. Nha, ruộng chính. Đây, màu 2 nó chạy một mã dần và Hoàng Nhi sẽ kéo kích cung rờ này về để thủ nhà. Vâng, thủ nhà xong là tươi luôn. Vâng, định làm gì? Trong nhà tương đối mất tay. Nhưng mà tham lai vẫn đang 80 cho cái thủ Hoàng Nhi. Anh có đen e của mình để có thể dàn thế không? Một tuần đứng vào và bắn luôn như những người đàn ông dành cho cái thủ Hoàng Nhi. Vâng, cung rờ ta đang đông hơn hẳn. Rồi, chơi thôi. Chấp luôn cả hai. Và hết đây. 61/104. Đông cái gì? Màu 2 thì có chạy xuống 3 giờ không? Nhưng màu 2 chạy xuống 3 giờ một tuần to thì vậy. Đây máy có thủ xi măng. Tham lai là 19/28. Như vậy là cái map từ 12 giờ khá ít dân của thủ màu 2. Một thời điểm bung nhà, người ta chờ đợi xem cái thủ màu 2 đang có om được cái gì không. Đang bây giờ tài nguyên của thủ Hàm Nhi đang thiếu là về gỗ. Thực thì ổn rồi. Vấn đề là gỗ một chút thôi. Bởi vì cơ bản là một cái thế trận và game thủ người cầm sen có những con lạc đà để móc máy. Có những con lạc đà móc máy vào thời điểm mà người ta vừa thủ và vừa công. Hơi mất tay một chút.
lực bắt đầu ổn định thì Hoàng Nhi vẫn sẽ là cái thế tham lai ổn nhất map thì điểm này. Nhà chính vẫn đang có hai con lạc đà của thủ người cầm xe, người ta thấy các bạn vẫn đang chạy loạn quạng ở đây. Rồi bắt xong hai con lạc đà này cho nó rảnh. Vâng, đây là xi măng. Vâng, Nam Do Kiêu vẫn đang vài con lạc đà tiếp tục mong máy sang nhà cầu thủ xi măng. Vâng, lại bắt đầu mong máy sang nhà mang. Những con lạc đà vào cái thời điểm nói chung là rảnh tay là rất khó chịu. Những game thủ mà đang cái tầm tham lai ít ít mà họ chỉ tập trung điều khoảng tầm 1-2 con chém là cái độ sát thương nó quá kinh khủng luôn. Trong những thời điểm nhạy cảm, trong thời điểm làm ta mất tay. Và anh Bách gỗ nhiều ra ruộng anh ơi. Vâng, ra ruộng mạnh không anh? Chúng ta đang khá với về tài nguyên ruộng ở tài nguyên thực. Xích nốt. Rồi như vậy là cuối cùng Mạnh Hào đi sai rồi. Tỷ số là 1-0 trong giờ thứ 3. Một bài bò là rất chiến thuật cho cái thủ Hoàng Nhi thiệt đầu tiên. Đó anh bò căng từ cái mép 4 giờ lên tận giữa bản đồ và căng sang nhà cả măng luôn. Rất mắc bêu. Một bài đầu đánh chém của cái thủ Nam Do Kiêu và đập vào ngay với cái gọi là bức trường thành này. Vé thức đến với trận đấu thứ 2 chưa? Đó, xin chào gần 300 anh em đang theo dõi kia đấu trên fanpage của thủ Hàm Nhi. Và anh em mới vào anh em cho em tên bình luận anh em ơi. Và anh em mới vào anh em cho em tên bình luận và tên share nha anh em. Đó, chia sẻ nhá.